Huỳnh Anh quấn quýt Bạch Lan Phương ở Sapa. Diễn viên Huỳnh Anh cùng bạn gái Bạch Lan Phương tận hưởng thời gian ngọt ngào bên nhau trong chuyến du lịch Sapa đầu tháng 7. Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương thăm bản Cát Cát, điểm check-in cách trung tâm thị trấn Sapa khoảng 2 km. Nơi đây vốn là một làng dân tộc Mông nhưng được xây dựng, cải tạo để phục vụ du lịch. Cặp tình thân diện trang phục màu sắc, chụp ảnh bên bờ suối. Họ được khen ngoại hình tương xứng dù chênh lệch 6 tuổi. Bạn gái single mom của Huỳnh Anh khoe làn da trắng sứ, gương mặt sắc nét. Cô từng chi hàng trăm triệu đồng thực hiện phẫu thuật mài bớt sống mũi, chỉnh sửa đầu mũi tròn hơn. Hiện sau khoảng 8 tháng phẫu thuật thẩm mỹ, Bạch Lan Phương tự tin khoe nhan sắc trong góc chụp cận cảnh. Trước đó, cô cho biết được mọi người khen chiếc mũi mới vừa mắc, giúp gương mặt trông hiền hơn. Bạch Lan Phương tạo dáng thiếu nữ bên suối. Trước đó, Huỳnh Anh, Bạch Lan Phương đón hoàng hôn trên núi. Họ còn cùng nhau hiking trên những con đường mòn Sapa. Huỳnh Anh mặc đơn giản, khỏe khoắn, còn bạn gái anh diện cốc cốc cùng quần baggy khi leo núi. Cặp tình nhân chăm ghi lại những khoảnh khắc riêng tư, ngọt ngào. Họ đã đồng hành hơn 3 năm, trải qua không ít sóng gió. Bạch Lan Phương từng cho biết Huỳnh Anh mong đám cưới và muốn có con, nên thay đổi rất nhiều để phù hợp cuộc sống gia đình. Huỳnh Anh sinh năm 1992, quê Hà Nội. Anh lần đầu được biết đến với danh xưng Hot Boy, sau đó hoạt động nghệ thuật trong vai trò người mẫu, diễn viên, ca sĩ. Về đời tư, Huỳnh Anh hẹn hò nhiều người đẹp trong showbiz cho đến khi gặp gỡ Bạch Lan Phương và ngỏ lời cầu hôn cô vào tháng 2 năm 2021. Bạch Lan Phương hơn Huỳnh Anh 6 tuổi, làm MC và kinh doanh. Cô trải qua một cuộc hôn nhân, có con gái riêng. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.